Manchester United thi đấu vô cùng tồi tệ trong giai đoạn đầu mùa giải này. Lần đầu tiên kể từ mùa giải năm 1962 đến năm 1963, Quỷ Đỏ thua tới 8/15 trận đầu tiên. Họ cũng thất bại 5/10 trận đầu tiên mùa giải trên sân nhà lần đầu kể từ mùa giải năm 1930 đến năm 1931. Sức ép dồn lên vai huấn luyện viên Ten Hag ngày càng lớn hơn. Dù ban lãnh đạo Man United chưa đề cập tới tương lai của chiến lược gia người Hà Lan, nhưng người hâm mộ hiểu rằng câu lạc bộ có thể sa thải ông bất kỳ lúc nào. Theo tờ The Times, Manchester United bắt đầu tính tới chuyện thay thế huấn luyện viên Ten Hag. Danh sách ứng cử viên rút gọn của ban lãnh đạo đội bóng chỉ còn hai cái tên là Ruben Amorim, Sporting Lisbon, và Zinedine Zidane. Trong đó, Ruben Amorim, người năm nay mới 38 tuổi, được xem là ứng cử viên sáng giá. Vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cũng nằm trong tầm ngắm của Chelsea hồi đầu năm nay trước khi họ bổ nhiệm Mauricio Pochettino. Nói về Ruben Amorim, huấn luyện viên Pep Guardiola từng thừa nhận rất ấn tượng với phong cách huấn luyện của người đồng nghiệp. Huấn luyện viên Ruben Amorim bắt đầu dẫn dắt Sporting Lisbon kể từ mùa giải năm 2020 đến năm 2021. Ông đã gây ấn tượng mạnh khi giúp Sporting Lisbon giành chức vô địch giải Bồ Đào Nha sau 19 năm chờ đợi. Mức phí giải phóng hợp đồng của huấn luyện viên Ruben Amorim ở Sporting Lisbon rơi vào khoảng 8,5 triệu bảng. Khi được hỏi về khả năng dẫn dắt Man United, huấn luyện viên 38 tuổi cho biết: "Tôi không đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc này. Tôi không biết được tương lai, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Tôi đã có ý tưởng về tương lai của mình vào cuối mùa giải nhưng không thể chia sẻ ở đây. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng Manchester United chưa liên lạc với mình." Trong khi đó, huấn luyện viên Zidane vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi rời khỏi Real Madrid vào năm 2021. Trong thời gian qua, Zidane đã nhận không ít lời mời nhưng ông đều từ chối. Huyền thoại người Pháp chỉ tái xuất khi có cơ hội thuận lợi.